Xin chào tất cả các em. Thầy là Huỳnh Quang Phúc, đại diện cho nhóm toán 6 trường Trung học cơ sở Chu Văn An thực hiện tiết dạy trực tuyến ngày hôm nay. Thì trước khi vào nội dung bài mới thì các em hãy quan sát hoạt động sau đây. Thầy có hai phân số 28/42 và phân số 14/21. Đây là hai phân số bằng nhau. Sở dĩ hai phân số này bằng nhau vì thầy chia tử số và mẫu số của phân số này cho 2. Tử số là 28 thì chia cho 2, mẫu số 42 thì chia cho 2, thì thầy được một phân số mới là 14/21 bằng với lại phân số lúc đầu. Rồi thầy tiếp tục, thầy thực hiện tương tự đối với phân số 14/21 này, thầy thực hiện để chia cho 7, thì thầy được một phân số mới là 2/3. Thì hai các phân số này bằng nhau. Và nhìn vào đây ta thấy cái phân số cuối cùng sau thầy thực hiện thầy chia 28/42 á, thầy chia cho 2 và cho 7 thì thầy được là phân số 2/3. Thì cái phân số 2/3 này mình nhận xét thì mình thấy được cái phân số này nó ngắn gọn hơn rất nhiều so với hai phân số lúc đầu. Thì cái việc mà chia tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số để được một phân số mới bằng phân số lúc đầu, thì cái việc đó chính là nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Đó là bài 5 rút gọn phân số. Rồi các em cùng vào cùng thầy vào phần 1, cách rút gọn phân số. Rồi thì để biết được cách rút gọn phân số như thế nào thì các em hãy quan sát hai ví dụ của thầy sau đây. Rồi bắt đầu ví dụ 1. Thầy xét phân số 24/32, thầy cũng thực hiện y chang các hoạt động ở trên. Rồi, trước khi thầy làm các hoạt động chia, thầy sẽ đi tìm ước chung của 24 và 32. Rồi, ước chung của 24 và 32 thì các em đã học rồi đúng không? Thì ước chung của nó bằng cộng trừ 1, cộng trừ 2, cộng trừ 4 và cộng trừ 8. Rồi sau đó thầy sẽ thực hiện, thầy lấy phân số 24/32, thầy thực hiện để chia. Thì ở đây đầu tiên thầy lấy phân số này, thầy chia tử số và mẫu số cho 2. Thầy được phân số mới là 12/16 bằng phân số lúc đầu. Và sau đó thầy tiếp tục, thầy thực hiện thầy chia 4. Thì kết quả cuối cùng thầy ra được một phân số đó là 3/4. Thì cái phân số mới này bằng với lại hai phân số lúc đầu. Rồi thì ở đây thầy có một cái cách làm khác. Ở đây thầy thực hiện 24/32, thầy chia tử số và mẫu số cho 4. Rồi ra được kết quả là 6/8. Rồi sau đó thầy lấy 6/8, thầy chia tử số và mẫu số cho 2, thầy ra kết quả là 3/4. Thì ở đây các em nhận xét, các em thấy được là cũng cùng một phân số. Thì ở đây cái cách đầu tiên thầy thực hiện thầy chia 2 rồi chia 4. Cách thứ hai thầy chia 4 và chia 2. Thì ở đây mình thấy mình làm cách nào đi nữa thì cái kết quả cuối cùng sau khi rút gọn thì nó như thế nào? Nó bằng nhau, đúng không? Rồi tiếp tục ta qua ví dụ 2. Rồi thầy thực hiện rút gọn phân số -4/8. Rồi, cũng tương tự như trên, thầy tìm ước chung của -4 và 8, đó chính là bằng 4. Rồi, thầy thực hiện thầy chia -4/8, tử số và mẫu số cho ước chung là 4, bằng -1/2. Rồi, thì ở đây cái kết quả -1/2, đó chính là kết quả của bài rút gọn phân số -4/8. Rồi, sau hai ví dụ, các em nãy giờ đã quan sát được hai ví dụ của thầy làm rồi đúng không? Rồi các em hãy cho thầy biết để rút gọn một phân số ta làm như thế nào. Rồi qua hai ví dụ ha. Rồi bây giờ thầy sẽ tóm tắt lại cái cách để rút gọn một phân số qua hai ví dụ trên. Rồi quy tắc: muốn rút gọn một phân số, ta chia cả tử số và mẫu số của phân số cho một ước chung khác 1 và 1 của chúng. Rồi, thầy nhắc lại quy tắc ha. Muốn rút gọn một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung khác 1 và 1 của chúng.
Đây là phần tóm tắt của ví dụ 1 và ví dụ 2. Rồi mình sẽ dựa vào cái quy tắc này mình sẽ thực hiện áp dụng để làm bài chấm hỏi 1. Rồi chấm hỏi 1 rút gọn các phân số sau đây: -5/10 và 18/-33. Rồi mình sẽ áp dụng quy tắc này vào mình thực hiện câu A. Rồi các em cũng thực hiện chung với thầy ha. Rồi -5/10. Rồi đầu tiên thầy đi tìm ước chung của -5/10, đó là bằng 5, đúng chưa? Rồi sau đó thầy thực hiện chia tử số và phân số, tử số và mẫu số của phân số -5/10 cho ước chung mới vừa tìm được, đó là 5. Rồi thầy được phân số sau khi rút gọn là -1/2. Cái việc này rất là đơn giản ha. Thầy nghĩ là bạn nào cũng thực hiện được cái phần này hết. Rồi tiếp tục ta cùng thực hiện câu B. Rồi -18/-33. Thì đầu tiên thầy đi tìm ước chung của 18 và -33, đó chính là bằng 3. Rồi thì ở đây thầy thấy được là cái phân số ở đây 18/-33, thì ở đây mình thấy nó khác phân số ở trên, đó là một chỗ, đó là ở dưới mẫu nó có dấu âm, đúng không? Thì ở đây mình đối với phân số mà có dưới mẫu có dấu âm, thì cái việc đầu tiên của mình làm đó là mình đem dấu âm từ dưới mẫu đem lên tử để, được chưa? Rồi đây thầy thực hiện. Rồi thầy đem dấu âm dưới mẫu đem lên tử để. Rồi sau đó thầy thực hiện rút gọn bình thường theo quy tắc của mình mới vừa học. Thầy chia tử số và mẫu số cho ước chung mới vừa tìm được, đó là 3. Thì thầy được kết quả sau khi rút gọn là -6/11. Rồi vậy là ở đây mình đã giải quyết xong bài chấm hỏi 1 dựa vào cái quy tắc mới vừa học được. Rồi thì ở đây sau khi mình đã cùng thực hiện cái bài chấm hỏi 1 này thì các em thấy được cái kết quả -1/2 và -6/14 á. Thì ở đây tại sao ở đây mà thầy thực hiện, thầy chia xong ra được cái kết quả đó mà thầy không thực hiện, thầy chia tiếp, đúng không? Thì để biết được cái việc mà tại sao thầy chia tới đó rồi thầy dừng lại mà thầy không chia tiếp được, đúng không? Thì mình sẽ thực hiện, mình sẽ cùng qua cái nội dung thứ hai. Thế nào là phân số đối giản? Rồi rút gọn phân số sau 2/3, -4/7 và 16/25. Thì cái khái niệm thế nào là phân số đối giản, thì ở đây trước khi mình vào cái khái niệm đó thì mình sẽ tìm hiểu cái bài ngày hôm nay. Một cái ví dụ đó là rút gọn phân số sau 2/3, -4/7 và 16/25. Rồi thì ở đây ba cái phân số thầy cho thì các em thử suy nghĩ xem coi mình rút gọn nó như thế nào. Rồi ở đây sau khi mình suy nghĩ thì chắc bạn nào nhìn vào cũng thấy được hết á. Thì ba cái phân số này không rút gọn được. Tại sao không rút gọn được? Thì mình nhận xét á, rồi bên đây mình thấy được tử số và mẫu số của nó, ước chung của nó chính là 1 và -1, đúng không? Thì các phân số mà không rút gọn gì được nữa, đúng không? Mà có tử số và mẫu số chỉ có ước chung 1 và -1. Thì ta gọi cái phân số này là phân số tối giản. Được chưa? Rồi, thầy có được định nghĩa. Vậy thế nào là phân số tối giản? Rồi, phân số tối giản hay phân số không rút gọn được nữa là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và -1. Rồi, thầy xét lại cái ví dụ 1 dựa vào cái phần định nghĩa mới vừa học thế nào là phân số đối giản ha. Rồi, ở đây thầy xét lại cái ví dụ 1 là 24/32, thầy thực hiện chia tử số và mẫu số phân số này lần lượt cho 2 và cho 4. Thì ta được phân số là 3/4, đúng không? Rồi, cái phân số 3/4 này á, thì đây là chính là phân số tối giản. Rồi, ngoài cái việc 3/4 là phân số tối giản thì các em quan sát xem coi ở đây tại sao phân số -2/24/32 mình làm cách nào
nó ra trực tiếp được phân số 3/4. Rồi ở đây thì các em nhìn một cái là các em có thể dễ dàng đoán được đúng không? Thì ở đây cái phân số 24/32 làm cách nào để rút gọn được ra liền kết quả là 3/4? Thì ở đây thầy thực hiện thì chia cho tử số và mẫu số của phân số này cho 8, đúng chưa? Rồi, vậy làm thế nào thì chỉ rút gọn phân số một lần ta được phân số đó giãn? Thì ở đây cái ví dụ 1 thầy mới vừa xét đó, thì ở đây cái lúc đầu của mình đó là mình thực hiện mình chia 2 rồi chia 4, đúng không? Mà tại sao mình không thực hiện mình chia luôn cho 8 thì nó sẽ nhanh hơn, đúng không? Rồi, để tránh được những cái sai sót, mình làm càng nhiều thì mình dễ bị sai, đúng không? Thì mình làm ngắn gọn lại thì cái kết quả của mình nó sẽ nhanh và nó tránh được sai sót. Rồi, vậy làm thế nào để chỉ rút gọn phân số một lần ta được phân số đó giãn? Rồi, để trả lời câu hỏi này thì ở đây thầy nhận xét. Muốn rút gọn chỉ một lần phân số thành phân số tối giản, ta chỉ cần chia cả tử và mẫu của phân số cho ước chung lớn nhất của chúng. Rồi, thì ở đây mình thấy được là cái số 8 này chính là ước chung lớn nhất của 24 và 32, đúng chưa? Thì thầy thực hiện là thầy chia tử số và mẫu số của cái phân số đó cho ước chung lớn nhất của nó. Thì lúc này thầy sẽ tìm được cái phân số gì? Cái phân số tối giản sau khi rút gọn. Tức là mình chỉ cần làm một bước một thôi, mình ra liền cái phân số tối giản sau khi rút gọn luôn, được chưa? Rồi, như ví dụ 1 nè, ước chung lớn nhất là 24 và 32 là bằng 8. Rồi, thầy thực hiện thì chia ra được kết quả là 3/4. Thì cái kết quả này 3/4 chính là phân số tối giản luôn ha, và là kết quả của bài toán luôn. Rồi, ở đây thầy có một cái phần chú ý. Khi rút gọn phân số, ta thường rút gọn phân số đó đến tối giản. Thì ở đây mình để cái việc sau này mình làm các phép tính á, phép toán cộng trừ nhân chia trên phân số nó dễ dàng. Thì cái việc mà rút gọn phân số để đưa về dạng tối giản rất quan trọng. Thì ở đây ví dụ như 24/32 thì thầy sẽ đưa nó về phân số tối giản là 2/3. Yeah. Rồi, qua phần 3 mình sẽ cùng luyện tập. Thầy có bài tập thứ nhất là rút gọn các phân số sau. Rồi, các em thực hiện cái bài 1 này vào giấy ha. Rồi, chúng ta cùng thực hiện nè. Rồi, câu A thì câu A này dễ đúng không? Mình tìm ước chung lớn nhất của 22 và 55. Mình tìm ra là 11. Rồi, kết quả ra là 2/5. Mình chia đơn giản tử số và mẫu số cho ước chung lớn nhất của nó. Thì ra được phân số tối giản, kết quả là 2/5. Rồi, câu B cũng vậy. Giờ mình sang câu B. Câu B là -63/81. Thì mình sẽ tìm ước chung lớn nhất của -63 và 81, đó là bằng 9. Rồi, thầy thực hiện chia tử số và mẫu số cho 9, ra kết quả là 7/9. Rồi, tương tự đối với câu C là 20/-140. Rồi, thầy thực hiện thầy chia cho ước chung lớn nhất của 20 và -140, chính là 20. Ra kết quả là 1/-7. Sau đó thầy sẽ đem dấu âm ở dưới mẫu đem lên cho tử để. Thì cái việc đem dấu âm ở dưới mẫu đem lên trên tử để mình thực hiện lúc đầu hay lúc sau đều được hết ha. Nhưng mà cái kết quả của mình phải đảm bảo á, là một phân số tối giản và tử số và mẫu số. Thì ở đây mẫu số không có được là số âm ha. Rồi, câu D. Câu D tương tự ở đây thầy thực hiện thầy chia tử số và mẫu số của phân số này cho ước chung lớn nhất của -25 và -75, là chia cho -25. Kết quả ra là bằng 1/3, đúng chưa? Rồi, thì ở đây mình sẽ tự mình điền vô ha. Rồi, ta qua bài 2.
Rút gọn. Câu A: 3 x 5 phần 8 x 24. Câu B: 8 x 5 trừ 8 x 2 phần 16. Rồi, thầy trò mình cùng làm câu A. Thì câu A ở đây mình thấy á, để rút gọn cái phân số này thì nhiều bạn sẽ nhân tử lại, đúng không? Nhân mẫu lại. Rồi sau đó mình thực hiện, mình chia tử số và mẫu số cho ước chung lớn nhất của tử số và mẫu số đó, đúng chưa? Thì ở đây ngoài cái cách đó ra thì các em quan sát xem coi, thì ngoài cách đó ra thì mình còn cái cách nào làm ngắn gọn hơn đối với bài này? Thì ở đây trên tử mình là 3 x 5 đúng không? Ở dưới mẫu mình là 8 x 24. Thì nếu như ở đây mình sẽ tìm được ở dưới trên tử và dưới mẫu những cái số giống nhau thì lúc này mình có thể rút gọn trực tiếp được với nhau, đúng không? Rồi bây giờ thầy sẽ thực hiện, thầy tìm thử coi. Ở trên tử là 3 x 5 thì mình không thể nào mình tách ra được rồi, đúng không? Rồi 8 x 24 nhân 8 x 24 đúng không? Thì bây giờ mình coi cái 8 x 24 này mình có thể mình làm sao để mình xuất hiện được giống hai cái, tách nó ra làm hai thừa số hoặc là ba thừa số cho nó giống trên tử. Rồi bây giờ thầy thực hiện. Rồi thầy thực hiện ở dưới mẫu, thầy tách cái số 24 này là 8 nhân cho 3, đúng chưa? Rồi 8 nhân 3, tại sao thầy tách 8 nhân 3? Thì lúc này thầy tách cái số 24 ra làm tích của hai thừa số là 8 nhân 3. Lúc này nó số 3 nó giống trên tử nè, mình thực hiện rút gọn thì kết quả ra là 5 phần 8 x 8. Và kết quả cuối cùng là 5 phần 64. Ở câu B tử số và mẫu số, đúng chưa? Rồi, bây giờ mình làm cách nào nhanh nè. Thì ở trên tử mình thấy được á, nhìn vô cái mình quan sát vô là mình thấy liền có hai cái thừa số giống nhau, đúng không? Đó là số 8. Rồi thầy đặt số 8 ra ngoài làm nhân tử chung thì ở trong sẽ còn lại là 5 trừ 2. Rồi ở dưới mẫu thầy sẽ tách cái số 16 này ra làm hai thừa số 8 x 2. Rồi cái việc tách ra 16 bằng 8 x 2 này làm cho xuất hiện số 8 giống ở dưới mẫu giống như số 8 trên tử nè. Rồi sau đó thì thực hiện rút gọn hai cái số giống nhau này. Rồi lúc đó mình sẽ ra được kết quả là 3/2. Rồi vậy là mình đã luyện tập hai bài, một bài cơ bản và một bài nâng cao. Rồi các em xem kỹ cái nội dung về cái phần luyện tập bài 1, bài 7, bài 2 này. Rồi qua bài học ngày hôm nay, các em đã nắm được những nội dung cơ bản nào? Thì qua nãy giờ các nội dung thầy trình bày thì các em cùng làm bài tập chung với thầy, thì ở đây mình sẽ phải nắm được các nội dung cơ bản sau đây. Thứ nhất là rút gọn phân số là gì. Thứ hai, quy tắc rút gọn phân số. Thứ ba, thế nào là phân số tối giản. Và cái điều chú ý cuối cùng của thầy đó là khi rút gọn phân số, ta thường rút gọn phân số đó đến tối giản. Các em phải nắm được tất cả các nội dung cơ bản, đó là 4 cái nội dung cơ bản, thì các em mới thực hiện được một bài toán rút gọn phân số.